Hello, xin chào tất cả bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Mình là Dương Hoàng Gia và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu làm thế nào có thể đánh kỹ thuật cu lê theo đúng ý và đúng hướng mà các bạn mong muốn. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái trường hợp này, mình sẽ đánh bi cái chạy tiến và lớp sau bi số 4. Bây giờ các bạn xem nhá. Đấy, bi cái chạy tiến và lớp sau bi số 4. Cũng ở cái trường hợp đấy nhưng mà mình lại muốn là Bi cái chạy và lấp sau bi số 3 cơ Chứ mình không muốn nó lấp sau bi số 4 như vừa rồi nữa Đấy bây giờ các bạn xem nhá Cũng là một cú cu lê Cao gậy Và đánh một lực nhẹ nhàng Đấy Thì bi cái lại lấp sau bi số 3 như thế này Rồi vượt đấy là mình lấp sau bi số 4 Và lấp sau bi số 3 rồi Nhưng mà bây giờ thì mình lại muốn là Phá bi số 4 và bi số 3 ra Thì mình đánh như nào Thì bây giờ các bạn lại xem tiếp nhá Cũng cùng một kiểu là đánh cao gậy Và mình cũng ngắm má nhưng mà phải ngắm vào đâu nó mới là cái quan trọng đúng không? Mình phải biết là ngắm vào chỗ nào thì bi cái nó chạy về chỗ nào. Mình nghĩ là đến đây thì có rất nhiều bạn cảm thấy hay hay rồi đấy, nhưng mà các bạn vẫn quên chưa ấn nút like cho video của mình. Nào, hãy bỏ ra một vài giây để ấn nút like cho mình nhá, để chúng ta tiếp tục đi vào cái phần chi tiết của cái kỹ thuật này sẽ rất là thú vị đấy. Ví dụ ở đây mình muốn đánh bi số 3 và mình muốn bi cái chạm vào bi số 4 để phá bi số 9 ra thì mình phải làm nào? Bây giờ các bạn cùng xem nhé. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái hình này để cho các bạn dễ hình dung hơn nhé. Đầu tiên mình sẽ đi ra vị trí bi số 3 và mình sẽ kè một cái đường thẳng xuyên qua tâm bi số 3 về hướng vị trí bi số 4. Thì các bạn sẽ tìm được một cái điểm đằng sau bi số 3 và cái điểm đấy chính là cái điểm mà để bi cái ngắm vào. Bây giờ chúng ta chỉ việc đánh cao gậy góc 12 giờ và chỉ mũi gậy vào đúng cái điểm ở trên bi số 3 chúng ta vừa tìm được thì bi cái sau khi chạm vào bi số 3 nó sẽ chạy tiến lên và nó sẽ chạm vào đúng cái điểm trên bi số 4 mà chúng ta mong muốn. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra vị trí bi số 3 kèm một cái đường thẳng sau đấy đi về vị trí bi cái và đánh đúng vào cái điểm mà mình vừa tìm được trên bi số 3. Cao gãy, chọc xuyên bi nhẹ nhàng và nó đã chạm được vào bi số 4. Các bạn thấy đơn giản không? Rất là đơn giản và chắc chắn nếu mà các bạn không biết cái công thức này ấy, thì các bạn chỉ đánh theo cảm giác thôi và các bạn chỉ cảm giác là a à, nó chạy về cái hướng đấy nhưng mà để mà nhiều trường hợp mà mình phải chạy đạn thật là chính xác ví dụ chạy sau một bi nào đấy thì mình không thể nào mà mình có thể áng chừng được có khi là nó không sau mà nó lại chạm vào bi đấy thì sao rồi bây giờ mình sẽ thử vào một số trường hợp nhá. Ở vị trí này thì mình sẽ đánh bi số 1 vào lỗ và phá bi 8 và 4 ra ngắm này. Sau khi ngắm thì mình đã xác định được cái điểm ở trên bi số 1 là điểm nào rồi. Rồi sau khi mà đã xác định được cái điểm ở trên bi số 1 rồi thì chúng ta sẽ ngắm vào cái điểm đấy. Nhưng phải thêm một điều kiện nữa là... Nếu mà ngắm vào cái điểm số 1 đấy thì bi số 1 nó có chạy vào lỗ hay không? Nếu mà nó chạy vào lỗ thì vô tư cứ thế mà đánh là nó sẽ phá được bi số 4 và bi số 8. Rồi, nhân tiện đây thì mình sẽ nói một vài cái lỗi mà các học viên của mình các bạn hay gặp phải. Các bạn có nói là em đã ngắm vào đúng điểm đấy rồi, nhưng mà tại sao khi mà em đánh vào thì bi cái nó lại không chạy được vào cái điểm như mà em mong muốn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích cái cú đánh lỗi này. Mình cũng ra mình ngắm như này. Rồi, sau khi ngắm thì mình đã xác định được cái điểm ở trên bi số 3 rồi cái lỗi ở cái trường hợp này là các bạn đánh quá mạnh các bạn thường có tâm lý là phải phá ra thì mình phải đánh một lực cực kỳ mạnh để có thể phá được bi số 4 và bi số 9 ra nhưng mà điều đó không may nó lại làm cho cái đường đánh của các bạn nó không chính xác nếu mà đường đánh nó không chính xác thì tất nhiên là nó sẽ không chạm được vào rồi và cái trường hợp thứ hai nếu mà đường đánh nó đã chính xác rồi thì nó cũng không chạm được vào bởi vì lực đánh quá mạnh mà lực đánh mạnh thì bi cái nó sẽ bị văng ra đây các bạn xem đấy một lực đánh quá mạnh thì bị cái nó văng ra như này mà nó văng như này thì làm gì có đủ thời gian để nó có thể chạy lên được nữa đúng không chưa kịp chạy đã văng sai hướng rồi rồi bây giờ mình sẽ áp dụng vào cái trường hợp này mình sẽ đánh bi số 1 và phá bi số 4 và bi số 3 ra bây giờ mình muốn bi cái chạm vào điểm nào trên bi số 4 thì mình sẽ kè một cái đường thẳng xuyên qua tâm bi số 1 và tới cái điểm chạm trên bi số 4 đấy thì cái điểm cắt đằng sau viên bi số 1 Đấy là cái điểm mà chúng ta cần đánh viên bi cái vào Bây giờ thì chúng ta chỉ việc đánh cao đầu cơ Và đánh đúng vào cái điểm mà chúng ta vừa xác định được Đánh với một lực nhẹ nhàng là viên bi cái nó sẽ chạy vào viên bi số 4 như này Các bạn lưu ý nhé là mình sẽ ngắm đúng tâm bi cái vào đúng cái điểm đằng sau bi số 1 nhé rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái bài tập là đánh bi mục tiêu vào lỗ và điều ra vị trí mong muốn. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh viên bi mục tiêu này và bi cái sẽ chạy cu lê lên và chạm được vào bi số 1. Đấy, anh em sẽ xếp bi như này nhá và chạm vào bi số 1 như này. Rồi cũng như thế, bây giờ thì mình lại xếp bi số 1 vào đây và sẽ ngắm một tia từ bi số 1 ra bi số 2 và ghi nhớ cái điểm mà mình vừa tìm được và bây giờ thì mình sẽ đặt bi cái làm sao để thỏa mãn hai điều kiện là vừa chạm được vào cái điểm mà mình vừa tìm được và bi mục tiêu nó cũng chạy vào lỗ. Đấy. Con này hơi lệch một tí nhưng mà dù sao nó cũng đúng hướng rồi các bạn tập cái bài này thì các bạn lưu ý là chúng ta cố gắng đánh một lực mượt mà nhẹ nhàng để viên bi cái làm sao nó lăn một cách tự nhiên nhất đừng có đánh mạnh mà bi cái nó sẽ văng ra một cái vị trí mà mình không mong muốn nhá rồi bây giờ đã tìm được cái điểm đấy rồi và ngắm vào đúng cái điểm đấy một lực mượt mà nhẹ nhàng thôi đủ lực thôi đấy thế là bi cái nó sẽ chạy rất là tự nhiên mượt mà chứ nó không bị văng đi đâu cả rồi đến cái phần này là phần rất hay mà các bạn hay hỏi là tại sao mà mình đã đặt gậy cao rồi mà khi mà đánh cu lê thì nó không chạy theo ý của mình. Chạy nó không thấy nó mượt mà gì cả. Thì bây giờ các bạn hãy theo dõi cái ví dụ này nhé. Nhiều bạn mới tập cu lê thì các bạn đặt gậy cao như này. Đây các bạn nhìn thấy không? Đặt cũng ở trên cao đúng không? Nhưng mà các bạn nhìn thấy là tia gậy có phải nó chúi từ trên cao nó chúi xuống không như thế thì sẽ làm cho cú đánh của mình nó không được chạy thẳng mà cái cú đánh của mình nó sẽ bị cong đấy nó như là một cái cú đánh mát xê đánh như thế thì bi cái nó sẽ bị trượt trên mặt bàn chứ nó không lăn trên mặt bàn nữa rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt đúng nhá đặt gậy gần như là song song với mặt bàn nâng cao cầu tay hoặc là hạ thấp cầu tay nâng cao thì để cu lê hạ thấp thì để trô thì bây giờ mình sẽ nâng cao và chọc xuyên bì đấy thì các bạn thấy là viên bi cái của mình nó sẽ lăn trên mặt bàn chứ nó không bị dê đi như là mình chọc từ trên cao mình chọc xuống rồi làm lại một lần nữa nâng cao cầu tay nhấp gậy theo nhíp và chọc xuyên bi Đấy, rất chắc chắn và bi cái sẽ chạy lên trên như này rồi bây giờ mình sẽ thêm một vài ví dụ về đánh cu lê phê nhá Mình cũng tìm hướng nào À phải đánh vào vị trí này đúng không Và bây giờ thì mình sẽ đánh cu lê và áp phê về bên tay phải Thì nó sẽ chạy vào đúng cái điểm mà mình vừa đặt gậy Đấy các bạn thấy không Nó sẽ chạy lên đấy Và áp phê phải thì nó sẽ chạy sau cái lũ 13-15 này rồi tiếp tục, à mình muốn đánh bị cái chạm vào băng chỗ này rồi thì mình đã tìm được ra cái điểm mình cần đánh vào bi số 11 rồi, cũng cu lê áp phía phải và bi cái nó lại chạy như này. Đấy, đây là một số trường hợp mà mình muốn điều bi nhá rồi các bạn thấy video này thế nào khi mà muốn cu lê và muốn biết bi cái chạy về đâu thì chúng ta phải xác định như nào thì ở video này các bạn đã biết rồi đúng không và các bạn thấy video này hay thì hãy giúp mình chia sẻ video cho mọi người cùng xem nhá bạn nào mà chưa đăng ký kênh của mình thì hãy đăng ký kênh của mình thật nhanh để đón nhận được những video hay mới nhất nhá bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo xin chào